toàn đấy. Bây giờ đang là 6 giờ chiều các bạn này. Đấy. Hiện tại là mình đang đứng ở quán thịt chó của người Lạng Sơn các bạn nhé. 6 giờ chiều rồi. Đấy. À, ở đây, khu phố này là khu phố ẩm thực. Trời tối rồi các bạn ơi. Khu vực phía sau này là khu vực bán tất cả những đặc sản của người Lạng Sơn, vịt quay, lợn quay. Đấy. Đây có một tiệm nữa, đây. Đây là món hấp. Thế anh Trung là người ở đâu? Người ở Vĩnh Phúc. À, cả hai vợ chồng đều Vĩnh Phúc hết. Vâng. À, thả nào. Cứ tưởng là lên đây mới lấy chồng Lạng Sơn, không phải mà nhở? Hóa ra anh Trung là người Vĩnh Phúc, hai vợ chồng Vĩnh Phúc hết. Hai vợ chồng lên lập nghiệp rồi đấy. Lấy nhau. Lên theo ông bà đấy ạ. À. Lên theo ông bà. Ông bà lội ở đây nhé. Chúng ta nhỏ, từ nhỏ thì ở dưới kia lớn mới lên đây đúng không? Học xong cấp 3 xong bắt đầu là mới lên đây thôi. À. Đấy, con gái kéo tay lắm. Thế lên đây bây giờ có mấy đứa con rồi? Em có 3 rồi. 3 rồi cả. Thế nào là khỏe thế là phải. Mấy trai mấy gái nhỉ? 3 cái trai. 3 trai á? 3 cái. À 3 cái á. Thế là ông Trung này, ông Trung này còn phải mệt nữa. 3 cô là quý quá mà. Anh Trung... Không có người lớn ở nhà thôi, chứ còn con lớn ở trong em một người mà. À, con lớn bao nhiêu tuổi rồi? Lớn là lớp 6 rồi. Lớn 6 rồi. Lớn rồi. Thế là lớp 6 là 12 à? Sao ạ? Lớp 6 rồi. Ôi, nó lớn hết trong được em rồi. Đấy các bạn nhé. Bà ơi, dùng rắc một ít riêng vào đây nhá. Có riêng mới ngon chứ. Đó, quay về đây rồi. Đứng trước đây... Có đủ hết gia vị bạn. Thơm phức luôn. Đấy. Vừa đến nói chuyện mấy anh em hỏi chuyện cô chủ rồi. Đấy. Thịt hấp là 300. Hôm nọ nói chuyện với ông Trung bảo là tôi là người cung cấp thịt chó cho cả huyện Cao Lộc. Đúng không? Đấy. Gần như là nhiều nhất đúng không? Vâng, đứa em nhà em cũng bán cả thịt chó, hai đứa bán tất mà. Bảo gần như là cung cấp nhiều nhất cho huyện Cao Lộc. Giao nhà hàng nhiều. Giao nhà hàng rồi. Chị ơi, cái này lấy nhiều hơn đúng không? Cho chị 20 phút, cho vào đây luôn đi nhờ. Thấy không? Lạng Sơn này ai cũng thích nhậu. Anh ơi, đăng cái này ăn thế nào? Vâng, chị gái phải bỏ khẩu trang ra mới được. Chị gái này nổi tiếng lắm rồi chị ạ. Đang thịt có lấy nhưng mà không thịt bỏ khẩu trang rồi đấy. Chị gái nổi tiếng lắm rồi. Vâng, nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. Em mới đánh 50.000 chỗ này. Quay thịt thôi. Quay thịt cơ mà, anh lo gì? Bác lo gì? 50 nha. Quay thịt thì mà, có người đâu. Quay thịt nó ngon, bác lo gì. Cho 100 nghìn này đi. 100 nghìn, 25 nghìn một lạng mà đúng không? Vâng. Cho là 70 nghìn cái này đi. Thế thì phải bỏ khẩu trang, không biết là... Thế là anh biết kênh đấy phải không? Tôi theo dõi suốt đấy. Đấy, đấy, thế thì hôm nay là nên chia sẻ. Con ruột đấy nhỉ. Thế là lại quay lại cái này, cái trước hình như là... Cái này rồi chứ. Chia sẻ lên. Hàng tháng cập nhật giá anh ạ. Tóm lại chúng ta không thể ăn theo quan điểm của người khác. Vâng. Ai, vì vậy chúng ta có bài thơ như sau. Những ai ăn thịt chó mèo số phận có thể giàu nghèo hèn sang. Gia đình thì có họ hàng, không sống ở làng thì sống ở phố. Phố. Có tiền thì mua ô tô, có vợ thì sẽ có bồ hoặc không. Trên người thì có chỗ có lông, có chỗ thì cạo mà chỗ không có gì. Sáng ăn bún miến phở mì, trưa không ăn thì chiều lại đói nghèo. Tóm lại bọn ăn chó mèo văn minh ngang bọn ăn heo bò gà. Không khi chết thì ra bãi tha ma. Vâng. Tha hồ rảnh rỗi để mà chửi nhau. Đấy anh em mà sau này mà
có hạ quy tiền lại mình cái tay đang cầm máy quay các bạn, cho nên là mình không cuốn được lá mơ lông vào đâu các bạn ạ. Để mình ăn như này cũng được các bạn nhé, ăn cuốn Thật ra là mình ăn ở quán thịt chó của chị này rất là nhiều lần rồi đấy, mà chị làm rất là ngon, cho nên là hàng tháng tháng nào mình cũng đến và thưởng thức món thịt chó của chị. Đây, món giờ bận của chị đây. Lúc là mình hôm nay mua về là mình ở nhà mình có ít người đấy, cho mình mua bằng này thôi, bằng này 100.000 nữa các bạn ạ. Món giờ bận của chị rất là ngon luôn, đặc biệt là món giờ bận của chị ăn với bún rất là ngon các bạn nhé. Mình chan canh bún vào cái nước mắm, nước rượu mặn này rất là hợp luôn các bạn ạ. Đây thì hôm nay đưa các bạn đến với quán thịt chó, và mình cũng mua về một ít mình thưởng thức rất là ngon luôn. Đấy, bạn nào mà thích ăn thịt chó ở thành phố Lạng Sơn, các bạn có điều kiện có thời gian, các bạn lên quán thịt chó của chị ở đường Bắc Sơn mua và thưởng thức thì các bạn mới đánh giá được ngon hay không ngon các bạn nhé. Cái mình còn nói mình là hàng tháng là tháng nào mình cũng thưởng thức quán thịt chó của chị rất là ngon luôn. Đây bác này, đây, canh măng các bạn này. Thì anh em đến ăn canh măng anh em mua bát 20.000, 30.000, 40.000 là tùy các bạn nhé. À, măng bát độ.